Nhân xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video bài giảng tiếng Hàn sơ cấp của Trung tâm Tư vấn Du học ES. Hy vọng rằng với những video này thì ES có thể đồng hành cùng các bạn trên con đường chinh phục tiếng Hàn. Hôm nay sẽ là bài 7 của sách giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam, đó chính là bài Mua con xa kỷ và mua sắm. Và video này sẽ là video về ngữ pháp cơ bản khi bông muốn bỏ. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với tiểu từ đặc biệt ưn và nưng. Thì đây là tiểu từ mà chúng ta cũng đã được học ở bài 1. Chúng ta đã học sơ qua rồi đúng không nào? Khi đó thì chúng ta đã tập trung vào chữ nghĩa đầu tiên của nó, đó chính là chủ thể ở trong câu. Bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung vào ý nghĩa thứ hai, đó chính là ý nghĩa về đối chiếu các chủ thể ở trong câu. Ở đây chúng ta sẽ có ưn và nưng sẽ kết hợp với danh từ. Danh từ còn với ưng hoặc nưng sẽ thể hiện ý nghĩa là đối chiếu ở trong câu. Mình sẽ đối chiếu các chủ thể ở trong câu nha các bạn. Ở đây nếu mà danh từ có phụ âm cuối, chúng ta sẽ cộng với ưng. Danh từ có phụ âm cuối, chúng ta cộng với ưng. Danh từ phụ âm cuối cộng ưng, ví dụ như là từ xà làm người đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có 사람은, 사람은 được chưa ạ? Rồi, với trường hợp thứ hai, nếu mà danh từ không có phụ âm cuối, chúng ta sẽ cộng với 는 đúng không nào? Chúng ta sẽ cộng với 는. Rồi ở đây chúng ta có ví dụ mà danh từ không có phụ âm cuối, ví dụ như là từ 주부. Chú bu thì chúng ta sẽ cộng với nên đúng không nào? Đây kiểu như thế này thì chúng ta sẽ cộng với nên. Rồi, ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ và gợi lại một cái ví dụ mà mình đã lấy ở bài 1 để các bạn có thể nhớ về cái kiến thức này. Ở đây chúng ta có tôi thì là người Việt Nam và Yuna là người Hàn Quốc. Thì ở đây chúng ta sẽ có 저는 베트남 사람이에요. 유나 씨는 한국 사람이에요. 네, chúng ta có hai chủ thể như sau. Tôi thì là người Việt Nam, Yuna thì là người Hàn Quốc. Thì chúng ta sẽ so sánh đối chiếu giữa hai chủ thể, đó là họ là tôi đúng không nào? Và Yuna thì vì là sao nó có nên đúng không? Chúng ta sẽ biết được là đây là cách mà chúng ta đối chiếu giữa hai chủ thể ở đây. Và mục tiêu và cũng như là chủ đề để chúng ta đối chiếu là chính là quốc tịch của người đó đúng không nào? Ở đây chúng ta có hệt thứ năm xa đẳng là người Việt Nam và Hàn Quốc xa đẳng là người Hàn Quốc. Thì chúng ta sẽ đối chiếu hai chủ thể như thế này ở trong câu và sử dụng ưng hoặc là nên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ ở trong sách giáo khoa để các bạn có thể luyện tập nhiều hơn với tiểu từ đặc biệt này nhá. Đầu tiên chúng ta có 라면은 삼입니다. 불고기는 비삽니다. Ở đây chúng ta có từ 사다. 사다 có nghĩa là rẻ, giá nó rẻ đấy các bạn. Thì chúng ta có từ 사다 là rẻ. Và trái nghĩa với 사다 chúng ta có từ 비싸다. Đây, 사다 rẻ, 비싸다 đắt. Thì ở đây có 라면 có nghĩa là mì ăn liền. 라면은 삽니다. Mì thì rẻ và 불고기는 비쌉니다. Món 불고기 thì đắt. Ở đây 라면 có như là phụ âm cuối chúng ta đi với 은 và 불고기 không có phụ âm cuối chúng ta đi với 는. 라면은 삽니다. 불고기는 비쌉니다. Món mì ăn liền thì rẻ, 불고기 thì đắt. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu thứ hai. Ở đây chúng ta có từ 크다 và 작다 chúng ta đã biết rồi đúng không nào? 수박은 큽니다. 망고는 작습니다. 수박 có nghĩa là dưa hấu và 망고 có nghĩa là xoài, quả xoài đấy các bạn. 수박은 큽니다. 망고는 작습니다. Rồi, tiếp theo chúng ta có câu 저는 한국에 살아요. 친구는 베트남에 살아요.
Ở đây chúng ta có từ say cả. Động từ sống thì ở đây tôi thì sống ở Hàn Quốc, bạn tôi thì sống ở Việt Nam, đúng nào? Chúng ta đang so sánh hai nơi ở của hai người đúng không? 저는 한국에 살아요. 친구는 베트남에 살아요. Chúng ta đã so sánh hai chủ thể trong câu với nên này đúng không? Đây là dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết được sự đối chiếu, sự so sánh. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với ngữ pháp thứ hai mà chúng ta học ngày hôm nay, đó chính là bất quy tắc của ư. Thực ra thì ở bài trước chúng ta khi mà chúng ta chia đôi câu a o yo thì chúng ta cũng đã học sơ qua về phần ư này rồi, đó là cái phần mà mình mở rộng cho các bạn. Thì ở đây hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn luyện lại thêm một lần nữa để các bạn có thể nắm kỹ hơn về bất quy tắc của ư nha. Rồi bây giờ với những động từ và tính từ không có phụ âm cuối và có kết thúc bằng nguyên âm ư thì chúng ta sẽ chia ra hai trường hợp, đó là từ có một âm tiết và từ có hai âm tiết. Ở đây đầu tiên, từ có một âm tiết chúng ta sẽ lược bỏ ư và cộng với o yo. Và tiếp theo, từ có hai âm tiết thì chúng ta sẽ lược bỏ ư và cộng với a hoặc là o yo tùy vào trường hợp của nó. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ để các bạn có thể hiểu rõ hơn thêm một lần nữa về hai ví dụ như thế này, hai trường hợp như thế này nha. Đầu tiên, từ có một âm tiết chúng ta có từ khưta. Khư tả có nghĩa là to, lớn, đúng nào? Rồi bây giờ mình bỏ u thì ở đây sẽ còn như này đúng không? Là mình sẽ cộng với o luôn. Rồi với từ này nó có thể đứng nguyên một mình không các bạn? Không đúng không? Bây giờ mình đẩy o vô sang bên kia và chúng ta sẽ có kết quả là khởi. Đây, khư tả thành khởi. Rồi tiếp theo với một ví dụ nữa, từ sư tả có nghĩa là viết. Thì áp dụng công thức như thế này chúng ta có từ sao hiểu? Như thế này được chưa các bạn? Dễ rồi ha. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ đến với từ có hai âm tiết. Hai âm tiết của chúng ta ví dụ như là bây giờ chúng ta sẽ có từ hai âm tiết thì sẽ có từ thập tư tà đúng không? Ở đây thập tư tà có nghĩa là bận. Rồi hai âm tiết chúng ta vẫn sẽ bỏ ư đúng nào? Rồi bây giờ mình sẽ cộng với a vô hay o vô đó các bạn. Ở đây có a đúng không? Với những từ mà ở lần trước này có a hoặc là o thì chúng ta sẽ cộng với a vô. Và tương tự như thế chúng ta đẩy a sang bên kia đúng nào? Vậy thì chúng ta sẽ có thập tài đó bạn. Như thế này, thập bài ạ. Tiếp theo, có từ nữa chúng ta có từ dịp tư tả, đẹp. Đẹp, dịp tư tả có nghĩa là đẹp, mình bỏ u đi. Như thế này thì bây giờ mình sẽ cộng với o vô đúng nào? Tại vì đây không có a hoặc là o, chúng ta sẽ cộng với o vô. Tiếp theo, đẩy o sang bên kia chúng ta có từ kiệt bài o. Dễ rồi đúng không bạn? Thập tư tả, thập bài o. Kiệt tư tả, kiệt bài o. Xong, chúng ta đã hoàn thành xong tất cả những nội dung của phần bất quy tắc của ư. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần ví dụ ở trong sách giáo khoa. Ở đây chúng ta sẽ có nguyên một cụm từ thế ga nó mu khốp bài o. Thế ca nó mu khốp bài o. Tôi rất là đói. Ở đây có thế ga khốp bài o. Thế ca khốp bài o có nghĩa là đói bụng. Thế ở đây là bụng nha các bạn. Và khốp bài o khi mà đi với thế ca khốp bài o thì nó có nghĩa là đói. Và ở đây chúng ta thêm một từ nó mu có nghĩa là rất. Khốp bài o ở đằng trước có ô đúng không? Nên là chúng ta bỏ ư và cộng với ai ô thành khốp bài o. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với câu ví dụ thứ hai. Ở đây, 민준 씨는 키가 커요. 민준 씨는 키가 커요. 키가 크다.
cái này có nghĩa là cao đó các bạn, khi các khư tạ cao. Còn nếu mà thấp thì chúng ta sẽ có từ chắc tà nha các bạn, à, trái nghĩa với khư tà. Rồi, khi các khư tà bỏ ư thêm o đúng không, bỏ ư thêm o dù và chúng ta sẽ có khởi, khi các khởi nên chung sẽ đến khi các khởi nên chung cao đúng không nào. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu này, ở đây chúng ta sẽ có 저는 어제 바빴어요. 저는 어제 바빴어요. 바쁘다 된 바빠요 đúng không? Và ở đây chia từ quá khứ thì chúng ta sẽ có 바빴어요. 저는 어제 바빴어요. Hôm qua tôi bận. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với ngữ pháp thứ ba mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay, đó chính là 고싶다 muốn. Ở đây mình sẽ thể hiện là bản thân người nói sẽ muốn làm một hành động nào đó, chúng ta sẽ sử dụng 고싶다 ở trong câu. Và với câu này thì chúng ta sẽ kết hợp với đọc từ thôi nha các bạn. Đọc từ cùng với 고싶다 thể hiện ý muốn của người nói, muốn làm việc gì đó, muốn làm một hành động nào đó. Ví dụ như là tôi muốn đọc sách chẳng hạn thì chúng ta sẽ có 책을 읽고 싶어요. Là tôi muốn đọc sách đúng không nào. Ở đây thì các bạn lưu ý với cấu trúc là 고싶다 này thì chủ ngữ ở trong câu sẽ là ở mô thứ nhất, tức là người nói đấy các bạn. Tôi muốn đọc sách, 책을 읽고 싶어요. Ở đây chúng ta có 싶어요 hoặc là 싶습니다 cũng được nha các bạn. Này, 저는 책을 읽고 싶습니다. Như thế hoặc là 싶어요 đều được nha các bạn. Rồi với trường hợp như này đó là chủ ngữ ở ngôi thứ nhất. Nếu mà trong trường hợp chủ ngữ là ngôi thứ ba thì chúng ta sẽ có một cấu trúc khác. Tương tự như thế, nếu mà chủ ngữ ở câu ở ngôi thứ ba thì chúng ta sẽ có 싶어하다. Đây, động từ 고싶어하다. Ở đây các bạn lưu ý là ở đây có dấu cách nha. 싶어하다 muốn là như đó, nhưng mà chủ ngữ ở đây sẽ là ngôi thứ ba. Thì ở đây là hai trường hợp mà chúng ta cần phải lưu ý đúng không nào. Và ví dụ như là ở đây là tôi là muốn đọc sách đúng không, đây là chủ ngữ ngôi thứ ba, là có bạn Hoa nào đó muốn đọc sách đi, thì chúng ta sẽ có 하시는 책을 읽고 싶어요. Ở đây chúng ta sẽ có câu này là 하시는 책을 읽고 싶어요. Hoa muốn đọc sách, thì chúng ta đã biết cách sử dụng với chủ ngữ ở câu với chủ ngữ ở thể thứ nhất, ở ngôi thứ nhất thì chúng ta sẽ sử dụng 고싶다. Với chủ ngữ ở ngôi thứ ba thì chúng ta sẽ dùng 고싶어하다. Được chưa các bạn? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ ở trong sách giáo khoa để các bạn có thể hiểu rõ hơn về câu này. Ở đây chúng ta có 저는 한국에 가고 싶어요. 저는 한국에 가고 싶어요. À, tôi muốn đi Hàn Quốc. Ở đây có bạn nào muốn đi Hàn Quốc không? Thì mình sẽ nói câu này nha. 저는 한국에 가고 싶어요. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu thứ hai. Ở đây chúng ta có tôi muốn mua máy vi tính thì chúng ta sẽ có câu 저는 컴퓨터를 사고 싶습니다. 저는 컴퓨터를 사고 싶습니다. Tôi muốn mua máy vi tính. Và tiếp theo một câu mà có chủ ngữ là ngôi thứ ba đúng không nào? 하시는 한국어를 배우고 싶어해요. 하시는 한국어를 배우고 싶어해요. Bạn Hoa muốn học tiếng Hàn được chưa ạ? Rồi đến đây là cũng kết thúc phần ngữ pháp mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Annyeong.